Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Thầy xin chào tất cả các bạn. Thầy cảm ơn các bạn tối hôm nay nè, ngồi cùng với thầy nha. Bây giờ thầy sẽ review cái đề chuyên Anh Phan Bội Châu các bạn. Rồi, review chuyên Anh Phan Bội Châu và thầy sẽ giải một phần các bạn nha. Mới đầu năm thôi, từ từ thầy sẽ giải xong ở trên kênh YouTube các bạn nha. Từ từ thầy sẽ giải xong ở trên kênh YouTube để cho các bạn theo dõi nha. Cứ từ từ các bạn, mới đầu năm. Thì đây chính là đề thi chuyên Anh Phan Bội Châu năm 2223 các bạn nha. Rồi, năm 2223. Thì bạn nào muốn tải cái đề thi này đó thì đây. Bạn tải nguyên tập chuyên Phan Bội Châu mà thầy đã chia sẻ nha. Từ năm 2005 nè tới nào và tới bây giờ có đáp án cho bạn nha. Đề nào không có đáp án có nghĩa rằng thầy đã giải trên kênh YouTube các bạn nha. Còn nếu bạn không thích tải nguyên một cái tập này thì bạn cũng có thể đến tuyển tập đề thi số 5 của thầy á. Đây tuyển tập đề thi số 5 nè. Nó gồm những cái đề thi này nha. Đó, Phan Bội Châu phổ thông năng khiếu Olympic cộng nè. Quân bơm nè. Rồi, thì để tải thì các bạn cứ làm thế này nha. Cứ vào Google gõ thầy học với Auto Channel. Bởi vì nhiều bạn mới tin các bạn cứ vào hỏi thầy, thầy ơi, em không tìm được link nên thầy hay hướng dẫn là lý do vậy các bạn. Nhiều bạn thấy thầy hướng dẫn lặp lại đi lặp lại thì có lý do các bạn. Bạn biết cái cover này bên đây nè, đó tìm cái bạn cần các bạn nha. Thầy hay cập nhật cover nhưng mà không sao, cứ vào đây đi tải thì không có link cho các bạn đâu, bởi vì thầy khá bận. Chúng ta đã xong các bạn nha, xong cái phần cách tải tài liệu chuyên Phan Bội Châu nguyên một sắp luôn mười mấy năm cho các bạn làm các bạn nha. Và thầy cảm ơn bạn nào mà có đề thi mà chia sẻ với thầy, thầy sẽ chia sẻ lại cho các bạn nha. Đó, bạn nhiều bạn có đề thi cho thầy xin. Bây giờ tiếp các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn nha, thì chuyên Phan Bội Châu năm nay chúng ta sẽ review nha. Cái dạng nghe này bạn bắt gặp ở trong ISL các bạn nha. Nhìn vô phát hình dung được đây chính là nghe ISL. Có nghĩa rằng mức độ phải là C1 thì mới làm tốt cái phần này các bạn nhé. Không phải cứ ISL làm C1 các bạn, bởi vì mình có pre-ISL, intermediate IELTS, nhưng mà tóm lại thì ở cái trường này các bạn, cái phần nghe này nè, bạn phải nghe từ B2 trở lên thì mới nghe được nha. Đó, dạng nghe ISL nè. Còn đây chính là một cái dạng nghe của CAE các bạn. CAE. Bạn cứ mở quyển Cambridge CAE ra thì bạn thấy cái dạng nghe này rất là nhiều các bạn nha. Cái dạng nghe này rất là nhiều luôn. Tóm lại rằng có hai, bạn thấy rằng phần 1 là ISL, phần 2 là CAE các bạn nha. Khó đó các bạn, không dễ đâu. Bạn nghe mà bạn làm test 1, test 2 nè, không dễ đâu nha. Bạn nào mà đi thi cái trường này cố gắng các bạn nha. Tiếng bạn nha. Còn phần thứ ba đó thì dạng nghe này thì mình thấy rằng chỗ nào cũng có, nhưng mà căn cứ vào cái mức độ từ vựng trong đây bạn nè, mức độ từ vựng trong đây đó và những cái câu đó, ý nghĩa của nó thì tối thiểu phải B2 bạn mới nghe tốt được cái phần này các bạn nha. Rồi tóm lại ba phần nghe khó quá trời luôn, ISL, CAE và cái phần này phải B2 trở lên các bạn nha. Dạng này thì phụ thuộc dạng này thì FCE cũng có, CAE cũng có và ISL cũng có dạng này các bạn nha. Đó, nhưng mà tóm lại nghe mức trên B2. Tiếp các bạn nha. Tiếp các bạn nè. Đây chính là phần ngữ pháp và từ vựng các bạn. Thì ở trong đây bạn thấy rằng ở đề chuyên Phan Bội Châu á, ngữ pháp và từ vựng có khoảng 10 câu. Và thông thường á nó không quá nặng nề các bạn nha, không quá nặng nề. Chuyên Phan ngữ pháp không quá nặng nề cho các bạn để làm tốt 10 câu này. Phần word form các bạn thuộc dạng CAE các bạn nha. Có nghĩa rằng những từ trong đây không quá đánh đố các bạn. CAE bạn thấy rằng là word form người ta chả đánh đố bạn gì nhiều hết. Cứ bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng mà tí nữa sẽ có cái phần phân biệt các bạn khác nhau nha. Phần sửa đổi sai rồi ở mức độ CAE các bạn nha.
Những quyển CE cũ á, bạn thấy dễ dàng bắt gặp được những cái bài thế này các bạn nha, để mà luyện tập nè. Rồi tiếng Pháp, đây chính là một cái bài guided, và cái bài guided này nó cũng khá khó nha, phải B2 trở lên tiếng bạn nha. Rồi một cái bài Claudius luôn, phải mức độ B2 trở lên thì bạn mới làm được. Đây chuyển sang một cái bài đọc hiểu rất là dài luôn. Thì cái bài đọc hiểu rất là dài này nè, bạn dễ dàng thấy được bạn dễ dàng thấy được ở nhiều dạng, nhưng mà đặc trưng của Phan Bảo Châu bạn là cái phần phân biệt các bạn lẫn nhau đó, chính là cái phần này nè. Ở đây là một cái dạng đọc hiệu của CAE. Nếu mà đọc hiệu của FCE đó, người ta cho các bạn một câu điền vô thôi. Còn ở CE bạn, người ta nâng cấp lên. Rồi, cho bạn điền một đoạn văn vô. Đó, nó khó bài này các bạn nha. Phân biệt lẫn nhau là cái bài này nè. Các bạn nha. Rồi, phân biệt lẫn nhau là cái bài này. Thì nó vừa CE, CAE và kết hợp với ISL các bạn nha. Bài đọc hiểu cực kỳ khó luôn, các bạn phải giàu từ vựng thì mới làm được các bạn nha. Một bài C và ISL. Và cái phần viết câu bạn ở Nghệ An á, thì thấy rằng cứ 10 câu thì các thầy cô sẽ cho các bạn 5 câu, thì các thầy cô sẽ cho các bạn viết được thông thường 3 câu và có 2 câu thuộc dạng là khủng các bạn. Đó, thầy quan sát những năm trước cứ vậy các bạn, 5 câu, 3 câu thì thuộc thuộc dạng là cấu trúc vừa vừa thôi, cho các bạn có điểm cho nó vui, nhưng mà 2 câu này sẽ là phân biệt các bạn với nhau. Còn chuyên Phan thì đặc điểm thế nào các bạn? Có tới 2 bài viết. Ở đây là một cái bài viết thư nè, còn có thêm một cái bài viết essay nữa mà thầy quên bỏ đây rồi. Tóm lại rằng thị trường này nó khủng lắm bạn. Theo thầy biết thì tỷ lệ cạnh tranh rất khốc liệt nha. Thầy có nhiều bạn đã báo thầy đỗ ở cái trường này, tỷ lệ cạnh tranh rất khốc liệt, đề thi rất dài, bạn làm từ trên xuống dưới và bạn viết 2 bài nữa là bạn xỉu luôn rồi các bạn nha. Tóm lại thì cái trường này trình độ phải C1 thì mới nổi, còn không thôi hơi khó xíu. Chúng ta đã review xong sơ qua cái đề thi này các bạn nha. Bây giờ rồi chúng ta sẽ làm một phần bài tập này, của cái đề thi này các bạn nha. Chúng ta sẽ làm một phần này, và thầy xin nhắc các bạn rằng là mới có đầu năm, từ từ thầy sẽ làm xong xuôi hết cho các bạn và bỏ trên kênh YouTube cho các bạn nha. Ôi thầy chào Minh Trần nha. Không sao Minh Trần nha, thầy live á, thầy live hơi lộn xộn chút xíu, nhưng mà thầy live thì thầy sẽ bỏ trên kênh YouTube. Câu số 1 của bạn nè, câu số 1 của bạn thì cái sự thiết kế của anh ấy ở cái tuần lễ thời trang quốc tế thì cái gì đó trans trong cái thời trang phụ nữ, thì ở trong câu này bạn quan sát được cái từ trans này. Thì bạn quan sát cái từ trans này các bạn, chỉ cần bạn tra từ điển để bạn xem cái động từ được đi với nó, thì ví dụ ở đây thầy tra cái từ trans nha, enter phát nha, thì thầy tra cái từ trend thì enter phát thì chả thấy gì hết các bạn. Không sao, tiếp tục thầy sẽ tra tiếp cái từ trend nè. Đây, cứ từ từ sẽ có bạn. Thì ở trong câu này thầy thấy rằng từ điển người ta dùng cái từ set. Ô mừng quá, chọn câu A các bạn. Rồi học thuộc cái thầy set new trends là bắt đầu một cái khuynh hướng mới các bạn nha, trong cái thời trang của người phụ nữ. Xong, bạn nào chọn câu A, thầy xin chúc mừng các bạn nha. Rồi, bạn nào chọn câu A, thầy xin chúc mừng. Bạn thấy từ điển họ ghi cho chúng ta khá rõ ràng nha. Ở đây ghi động chữ set. Vậy thì chúng ta chọn chữ set đơn giản được thôi. Nè, set trend nè. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn nha. Câu số 2. Ở trong câu số 2, bạn sẽ chọn chữ gì nha? Thì những kỳ thi cuối cùng thì rất là khó, nhưng hầu hết các bạn sinh viên gì đó chắc chắn rằng ở đây các bạn sẽ điền một cái praise verb, nó mang ý nghĩa là vượt qua hay là thành công các bạn nha. Còn vượt qua hay là thành công thì ở trong câu này một số bạn suy luận, các bạn suy luận chữ nào là thành công, chữ nào là vượt qua.
Thì ở đây nè, bạn có cái từ pull out thì nó mang ý nghĩa là bạn ghé chiếc xe vào lề, hoặc là bạn ngừng liên quan, hoặc là bạn dập tắt lửa ở các bạn nha, chính là chữ này các bạn. Còn bạn có cái từ pull down nè thì mang ý nghĩa rằng bạn phá hủy các bạn nha, rồi bạn phá hủy. Còn cái từ pull through á thì cái nghĩa mà bạn hay dùng á, nó mang ý nghĩa là khỏe bệnh các bạn, khỏe bệnh, không có bệnh, hết bệnh. Nhưng mà ngoài nghĩa đó ra các bạn, nó còn mang ý nghĩa là vượt qua được một tình huống khó khăn. Vậy thì bạn chọn cho thầy câu C các bạn nha. Còn các bạn có cái từ pull on nè, ở đây chính là xử lý tình huống các bạn nha. Tóm lại phần này, người ta kiểm tra các bạn kiến thức về phrasal verb các bạn nha. Chúng ta đã xong câu số 2 các bạn. Thầy chúc mừng nhiều bạn lắm nha. Đã chọn câu C nè, bạn Vũ Thành, bạn Minh Hiền, bạn Kana Nelson nè, bạn Hoài Anh, bạn Khánh Di và rất nhiều bạn nha. Câu số 3 các bạn. Để giải quyết vấn đề này, nó thì khôn ngoan rằng, thì một số bạn thấy cái từ advisable thì chúng ta có dạng thể giả định các bạn, chúng ta có những tính từ dùng thể giả định, những danh từ dùng thể giả định, những động từ dùng thể giả định, thì đây chính là những tính từ dùng thể giả định. Vậy thì trong bốn câu này cái nào giả định các bạn? Cứ cái nào không chia động từ là giả định. Thì câu A, câu B, câu D các bạn. Rồi chọn thì câu D. Xin chúc mừng bạn là chọn thì câu D, bởi vì đây chính là thể giả định, thể dịch nào. Để giải quyết vấn đề, nó thì khôn ngoan rằng một biện pháp mạnh mẽ phải được áp dụng. Đó, đây chính là thể giả định. Còn cái này nó chưa ra một câu nên thầy không có suy thèm suy nghĩ luôn. Cái này cũng chả ra một câu nên thầy chả thèm suy nghĩ. Cái này ra một câu nhưng không phải thể giả định. Chọn này câu D các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Thầy chúc mừng nhiều bạn lắm nha. Đã đúng câu D nè. Mới có đầu năm thôi, các bạn cứ tập trung mà học đi nha. Từ nay cứ từ từ thầy sẽ xong cho các bạn. Nhưng mà cứ từ từ các bạn. Bởi vì thầy like có trọng điểm nên là cứ từ từ sẽ xong những đề thi này. Từ nay đến cuối năm, tới thời điểm bạn thi thì ít nhất thầy sẽ xong 20 đề thi các bạn. Và trên kênh của thầy cũng có nhiều, rất nhiều đề thi rồi. Thì chạy bộ có thể làm trái tim của bạn làm việc chăm chỉ hơn là đi bộ. Thì ở đây nè, bạn có cái từ work harder, làm việc chăm chỉ hơn, làm việc cực nhọc hơn. Thì nếu như trong câu này các bạn, người ta không cho các bạn cái từ harder, thì bạn chọn cái thầy câu A nè. Đó, nếu như người ta không cho bạn từ harder thì bạn chọn câu A. Bởi vì chúng ta có cái từ work vigorously nè, là làm việc một cách cực nhọc hơn nè. Nhưng mà ở đây có chữ harder, làm việc cực nhọc hơn. Vậy thì cực nhọc hơn một cách đáng kể, một cách nhiều. Vậy thì cái chữ mà chúng ta cần á, nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ hard. Vậy thì trong bốn chữ này, chữ nào bổ nghĩa cho chữ hard? Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy một cái động, một cái trạng từ chỉ mức độ cho chữ hot, chính là câu B các bạn nha. Đó, không phải chữ nào nó cũng đi được với chữ nào đâu bạn nha. Ở đây bạn chọn thầy câu B các bạn nha. Xin chúc mừng bạn chọn câu B nha. Rồi, chọn câu B các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 5. Thầy nói rồi nha, nếu không có chữ harder, bạn chọn câu A. Có chữ harder thì chọn câu B. Bởi vì từ chúng ta cần chọn là bổ nghĩa cho chữ harder, chứ không phải bổ nghĩa cho chữ work các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu số 5 các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 5. Thì ở trong câu số 5 bạn, anh ấy nói rằng máy bay đã rời khỏi rồi, và rằng tôi cái gì đó 1 giờ sớm hơn. Thì ở trong câu này bạn căn cứ vào ý nghĩa nè. Bạn căn cứ ý nghĩa nè. Anh ấy nói rằng máy bay đã rời khỏi, và rằng tôi gì đó 1 giờ sớm hơn. Thì một số bạn rất là ngây thơ chọn câu B, bởi vì dịch ra nó quá hợp nghĩa luôn, tôi phải đến 1 giờ sớm hơn. Không đúng với ý nghĩa của câu bạn. Ý nghĩa của cái câu này các bạn, nó mang yếu tố là trách móc. Rồi, trách móc, chỉ trích. Vậy thì câu nào trách móc, chỉ trích? Ở đây câu A là suy luận quá khứ đúng 100% các bạn.
Còn câu D là be supposed to verb, nó mang ý nghĩa là có trách nhiệm phải làm. Có trách nhiệm phải làm. Nhưng mà câu D là nó không hay bằng câu C. Bạn chọn thì câu C các bạn, nó mang yếu tố trách móc. Còn nếu không có câu C, bạn có thể chọn câu D. Tôi có trách nhiệm phải đến 1 giờ sớm hơn. Ở đây chọn thì câu C nha. Lý do là nó có sự trách móc ở đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè. Thầy nói dài dòng bởi vì có nhiều bạn khác nhau nha. Nhiều bạn thấy thầy giảng chậm lắm, nhưng mà thầy nói rằng thầy có rất nhiều bạn khác nhau ở đang theo dõi thầy, nhiều bạn, nên thầy cứ đi chậm chậm thôi cho tất cả chúng ta đều hiểu các bạn nha. Những bạn thấy rằng dễ đó thì thôi cứ từ thầy. Ở câu số 6 các bạn, ở cái việc mà tiêm vaccine 80% của dân số các bạn, có thể cái gì đó ở cái tiến triển của ở căn bệnh truyền nhiễm này, căn bệnh truyền nhiễm này, thì chỗ này bạn có cái từ contagious, truyền nhiễm này. Thì câu 6 này các bạn cũng là một dạng câu mà đây là một cái danh từ, và danh từ nào sẽ đi với cái chữ progression các bạn nha. Bây giờ các bạn thầy ví dụ thầy tra cái từ progression, progression này, thì enter phát để thầy sang thầy kiếm cái chữ nào đi với nó không. Ô thầy tra không có các bạn, chả có, thầy thử xem từ điển khác cũng chả có. Vậy thì thầy tra 4 cái động từ, thầy tra cái từ return này, thầy enter phát. Ồ, thầy xem coi có không nha. Thầy tra thì ở trong đây các bạn, người ta ghi là hạn chế cái growth, cái sự phát triển, cũng có sự phát triển đó. Và thầy chịu khó hơn, thầy tra bên Oxford thì thầy thấy rằng cái từ progression này người ta chọn câu D rồi, vậy thôi thầy chọn D. Và thầy học thuộc cái từ retard, progression là hạn chế sự phát triển, đơn giản vậy các bạn nha. Xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy câu D nha. Rồi thì ở đây bạn có cái từ withhold nè, là giữ lại ở các bạn nha. Rồi giữ lại nè, bạn có cái từ yếu ớt, nhỏ dần ở các bạn nha. Và chữ này là do dự các bạn nha. Rồi do dự. Chúng ta sẽ qua câu số 7 nha. Câu số 7 thì cái thương hiệu này trở nên phổ biến vì những cái áo thun các bạn, polo nè, cotton rất là nhẹ. Cái mà mang cái gì đó của con cá sấu, một cái nickname mà được cho Lacoste đó, trong cái thời niên thiếu của nó. Tóm lại rằng câu này bạn nào có kiến thức xã hội đó, bạn hay thấy một số bạn mang áo gọi là Lacoste bạn, một số bạn mang áo Lacoste, áo cá sấu các bạn, thì bạn thấy rằng chỗ này cái gì đó của con cá sấu. Nếu như bạn biết cái áo thun này, ở trên áo thun đó, nó in hình con cá sấu, thì ở đây bạn có cái từ motto bạn nha. Rồi motto nó mang ý nghĩa là phương châm, là khẩu hiệu ở các bạn nha, nên không đúng luôn. Ở cái câu này bạn nào mà biết rằng ai mặc áo mà có con cá sấu chính là nhãn hiệu Lacoste. Cái đây chính là cái câu nói chứ không phải là cái hình ảnh con cá sấu các bạn nha. Còn câu C nè, bạn có cái từ cái câu khẩu hiệu luôn, slogan các bạn nha. Đường lối chỉ đạo nè, khẩu hiệu nè, còn từ banner các bạn, một cái tấm biểu ngữ. Tóm lại chọn thành câu B. Tóm lại đây chính là hình ảnh của một con cá sấu. Xin chúc mừng bạn đã chọn câu B nha. Câu A, câu C, câu D là một cái câu hoặc là một cái bảng hiệu, còn ở đây là hình ảnh của một con cá sấu. Đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè. Câu số 8 nha. Câu 8. Rồi ở Nghệ An bạn thấy có dạng bài tập này, chính là cái từ closest các bạn nha. Closest nè. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người nổi tiếng về văn hóa distinguished. Chữ này nhiều bạn chọn rồi đó, cứ từ từ thôi bạn. Ông ấy đã mở con đường giải phóng cho tất cả những người bị áp bức trên thế giới. Vậy thì nói tới chủ tịch thì chữ này cho dù khó cỡ nào chăng nữa bạn cũng biết luôn các bạn nha, cũng biết luôn. Thì trong 4 chữ này, rộng lượng nè, tình cảm cảm xúc nè, nổi bật nè, thân thiện nè, cái câu như thế này bạn chọn thầy câu C các bạn nha. Đó. Lãnh tụ Hồ Chí Minh là cái người nổi tiếng văn hóa, nổi trội nổi bật, 3 câu kia.
không đúng bữa bạn nha, dịch ra cái biết nó sai rồi. Câu thứ 9 bạn, câu thứ 9 nha, đây cái chữ này opposite nha, cẩn thận không thôi là mắt nhắm mắt mở, chọn sai đó, tí các bạn. Thì sau khi có một cái buổi biểu diễn kém năng lực trong cái kỳ thi giữa kỳ, thì tôi quyết định để mà put my shoulder to the wheel, đặt cái vai của tôi trên bánh xe, ý nói rằng cho nó chạy nhanh hơn bạn để đạt được kết quả tốt hơn trong bài kiểm tra cuối cùng. Bạn không cần phải biết cái idiom này, bạn hoàn toàn tra từ điển được các bạn nha. Thì trong bốn chữ này nè, chữ này làm việc chăm chỉ, làm việc chăm chỉ bỏ đi, bởi vì ngược nghĩa mà. Ở đây là pay much attention, chú ý. Chú ý thì chưa hợp nghĩa lắm bạn. Ở đây không phải là chú ý mà là cố gắng nỗ lực nhiều, tiếp tục, hăng hái nè, hồi hộp, không đúng. Tóm lại chọn thành câu A nè, nó phù hợp với nghĩa ở các bạn nha. Từ chối để làm việc chăm chỉ nó ngược với gì? Là làm việc chăm chỉ. Bây giờ thầy sẽ qua câu số 10 các bạn nha. Câu số 10. Tim và Peter nè có một cái trận tranh cãi cuối tuần vừa rồi. Và giờ đây Tom đang cho Tim cái lời khuyên. Tom nói với bạn: "Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là giữ yên lặng." Cái người này mới nói nè, yên lặng có thể giết mối quan hệ của chúng ta. Thì căn cứ vào cái câu này thì thầy sẽ bỏ cái câu nào mà mang ý nghĩa đồng ý? Vậy thì thầy sẽ bỏ câu B và câu C, bởi vì nó mang ý nghĩa đồng ý mà. Câu này giúp chúng ta hiểu rằng câu mà bạn chọn sẽ mang ý nghĩa là không đồng ý. Mà cái câu này các bạn, tôi không có sai, nó ngộ lắm, nó kỳ lắm. Câu này mới đúng bạn. Đó, that's not a good idea. Mới đúng nha, không phải ý tưởng tốt đâu. Chọn thầy câu D các bạn nha, chọn thầy câu D. Bây giờ thầy sẽ dừng ở đây, 5 phút sau thầy vào, thầy hướng dẫn tiếp đề chuyên năng khiếu các bạn, chuyên năng khiếu thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Bạn nào theo dõi thầy thì 5 phút nữa thầy nghỉ chút xíu, thầy vào hướng dẫn tiếp năng khiếu đó. Thầy hướng dẫn xong thầy bỏ trên kênh YouTube cho các bạn nha. Bạn có thể theo dõi bất kỳ lúc nào, theo dõi trực tiếp với thầy càng vui nha. Thầy chúc mừng bạn Nelson nè, bạn Khánh Di, bạn Hoài Anh nha, bạn Minh Hiền, và rất nhiều ở các bạn nha. Cảm ơn các bạn nha. Thầy sẽ thoát ra chút các bạn nha. Thoát ra chút. Rồi, bye bye, bye Vũ Thành nha.